ngọn lửa nguyên thủy. Trong hang động trên đỉnh núi Olympus, ngọn lửa mang thuật triệu hồi tất cả những thứ còn lại. Ngọn lửa nguyên thủy đã có từ rất lâu đời. Đã bị đánh cắp bởi một titan tên là Prometheus. Ngọn lửa chính là thứ cốt lõi cho năng lượng của Helios. Nhanh lên cờ ra tiếp. Yeah!
Và một lần nữa giai điệu đó lại trở lại. Và nó dường như rất đổi quen thuộc. Nô Tốt, ngọn gió phía nam, nơi đây là nơi nghỉ ngơi cho linh hồn của Nô Tốt. Ngọn gió phía nam, nó đã sắp đặt trước con đường cho mặt trời Chariot.
Ngọn gió phía bắc, nơi đây là nơi nghỉ ngơi cho linh hồn của Nô Tốt. Ngọn gió phía bắc, nó đã sắp đặt trước con đường cho mặt trời Chariot.
Zephyrus, ngọn gió phía tây, nơi đây là nơi nghỉ ngơi cho linh hồn của Zephyrus, ngọn gió phía tây, nó chạy trên con đường của mặt trời Chariot. Geratus đã rời khỏi điện thờ. Anh ta đã bị tấn công bởi đội quân của Morpheus. Và lại một lần nữa, anh ta nghe được giai điệu ám ảnh đó. Nhưng lần này anh đã nhận ra đó là bài hát do chính con gái của anh ta đã hát, Công An Liobi. Công An Liobi. Con gái của ta, con ở đâu? Công An Liobi.
với sự giải thoát cho cổ xe hỏa mã. Giờ cờ Kratos đã nằm gọn trong lòng bàn tay của những con quái thú. Và nó đưa anh ta đi đâu thì anh ta cũng không biết. Xe hỏa mã đã kéo cờ ra rút ra khỏi sự thâu tóm của Morpheus. Họ đi xuyên xuống thế giới dưới lòng đất. Nhưng ở trong vùng đất cho sự chết chóc, họ không thể nào có thể đi xa hơn được nữa. Vì ở đó với sự góp mặt của ánh sáng, nó là thứ không được chào mừng trong địa phận của Hades. Cờ ra tốt nhận ra bản thân đang rất gần nơi ở của thần Hades, mảnh đất mà không một con người nào được phép bước vào. Nơi đây là nơi mà những linh hồn đã chết bước đi tiếp trên con đường số phận của chính họ. Cờ ra tốt nhận ra rằng đối với anh ta, đó mới chỉ là đơn thuần cho một sự khởi đầu.